Anh em ơi, mẹ chúng nó đang về tụt quần đấy nhá. Ô, ăn xe ra đi, ăn xe ra đi, ăn xe ra đi, ăn xe ra. Ôi, cảm ơn Lê Đức đã trở thành người ủng hộ anh nhá. Ôi, được, 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 kìa, được, kìa, được, kìa, anh stream kìa. Anh Thỏ kìa, anh Thỏ đánh tốt phết đấy. Xe ra đây. Về xe ra đây, về xe ra đây. Cố lên, đi mẹ anh Thỏ cân tim đấy, đi mẹ anh Thỏ đánh được đấy. Ăn đi, đi mẹ anh ngộ khỉ, đi mẹ anh khỉ ơi, đi mẹ thế này cho chết mẹ. Thôi, 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 thôi. Anh khỉ. Thôi, đi mẹ một thằng chết. Thôi, thằng Arum chết tiếp rồi này. Ui, đi mẹ con sẽ ra đập chết hai thằng rồi. Chết mẹ ơi, quả này chết rồi. Tôi thua luôn. Đít con mẹ. Con sẽ trả đâu chứ. Thua luôn. Đừng nhìn. Đừng áp lửa anh. Đít con mẹ. Đít con mẹ. Con sẽ trả đâu chứ. Thua luôn. Đít con mẹ. Đánh đâm béo rồi nè. Con sẽ trả đâu chết ba thằng. Ôi giời đất ơi. Đi mẹ con sẽ ra Việt Nam không chơi được mình. Ôi con mẹ con sẽ ra. Ôi đập phát chết mẹ quá. Thua thật sự. Út phạm, anh chơi thấy chết chung rồi. Chung ơi lên chứ chung ơi. Ai đi con mẹ cười chảy cả nước mắt rồi con sẽ ra đập phát chết mẹ ba thằng. Ôi thịt là chết mất. Ôi. Anh Salim giữ mạng từ đầu đến cuối trận. Trần Đại Thắng xỉu mặt thương. Thịt là ôi thịt là chết mất thật sự thịt là. Nhìn từng anh em cục xuống mà tôi cũng đau lòng vãi lên. Đến giờ ăn xin rồi, đến giờ ăn xin rồi. Ây giời, ấy là giời ơi, ông đi qua mà đi lại cho con xin một like, một share, một follow và fanpage Tùng Hỏa Mi bình luận viên Thanh Tùng có đội ơn ông bà giời ấy là giời ơi. Đấy, xin nó phải như vậy.